Xin chào quý vị và các bạn. Và tiếp theo trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lợi ích tuyệt vời của hoa thiên lý. Quý vị thân mến, trong thành phần của hoa thiên lý chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất giúp giải nhiệt, mát gan vô cùng hiệu quả. Và sau đây là một số lợi ích mà chúng ta cần phải biết. Thứ nhất là giúp ngủ ngon hơn, chữa mất ngủ. Khi bạn thường xuyên mất ngủ, bạn có thể dùng món hoa thiên lý nấu canh với cá giếc hoặc thịt lợn nạc. Nấu ăn mỗi ngày sẽ giúp cho bạn ngủ an giấc, giấc ngủ sâu, khiến bạn khỏe mạnh hơn. Cách làm là bạn hãy dùng hoa thiên lý nấu canh cùng lá vông nem, rửa sạch, thái nhỏ, nấu chung thành canh, mỗi vị chừng 30 đến 50 g rồi cho thêm gia vị sẽ trở thành một món ăn ngon bổ dưỡng. Thứ hai là giúp hỗ trợ giảm cân. Trong đông y, hoa thiên lý có thể sử dụng cho thực đơn giảm cân vô cùng hiệu quả, giúp bạn tăng cường chất xơ, giảm béo phì hiệu quả. Ngoài ra thì trong hoa thiên lý có chứa một cái lượng lớn chất xơ và chất diệp lục của cây, gây cảm giác no mau, khiến bạn giảm hẳn cơn thèm ăn mỗi ngày, giúp cho bạn giảm được các cái bệnh về tiêu hóa khó tiêu. Và thứ ba nữa là tốt cho người bị bệnh trĩ. Nếu như bạn mắc bệnh táo bón trĩ lâu ngày, bạn hãy dùng những chiếc lá và hoa thiên lý được dùng làm thuốc chữa bệnh trĩ vô cùng hiệu quả. Cách làm là chúng ta chỉ cần có thể dùng lá thiên lý giã đắp trực tiếp vào chỗ bị trĩ, kết hợp với uống 3 đến 4 bát nước lá thiên lý tươi hoặc nấu canh ăn trực tiếp để tăng cường hiệu quả chữa bệnh này. Thứ tư là làm giảm đau nhức xương cốt. Trong thành phần dinh dưỡng của hoa thiên lý chứa kẽm nên không xào nấu cùng với thức ăn giàu chất sắt như là thịt lợn nạc, gan, rau muống, vì sắt trong loại thực phẩm này làm kẽm bị đẩy ra khỏi cơ thể. Cách làm là bạn hãy lấy hoa thiên lý chấm với muối vừng ăn hoặc là xào với thịt bò, có tác dụng làm giảm đau nhức xương cốt vô cùng hiệu quả. Vâng, quý vị thân mến, như vậy trên đây là những cái lợi ích rất tuyệt vời của hoa thiên lý mà không phải ai cũng biết. Và cũng mong rằng với thông tin này sẽ giúp ích cho quý anh chị được rất nhiều trong cuộc sống. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.